Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Thầy bói xem voi. Được ngày rảnh rỗi, không có khách nào vào xem bói và bói bài Tây cả nên năm ông thầy bói mù cùng nhau ngồi tán phét. Ông nào cũng chưa từng một lần nhìn thấy con voi nên không biết hình thù nó ra sao. Bỗng nghe dân tình kháo nhau có người đang dắt voi đi ngang qua làng. Năm ông thầy bói chung tiền vào đưa cho người quản voi bảo họ cho voi dừng lại để xem. Ông sờ vòi, ông sờ ngà, ông thì sờ chân, ông thì sờ tai, còn ông thì sờ đuôi. Sau khi sờ voi kỹ lưỡng thì năm ông thầy lần lượt phán. Thầy sờ vòi của voi thì phán: tôi cứ tưởng con voi nó thế nào chứ hóa ra nó cũng sung sung như con đĩa thôi. Thầy sờ ngà voi thì lại phán: tôi thấy nó đâu có như con đĩa, nó dài dài cứng cứng như cái đòn càng. Tiếp đến thầy sờ tai thì phán: không phải, nó bè bè như là cái quạt thóc. Thầy sờ chân voi phản ứng ngay: các ông đều sai hết, nó sừng sững như là cái cột đình vậy. Cuối cùng thầy sờ đuôi phán: bốn ông chả ai nói đúng cả, tôi thấy nó tua tủa như là cái chổi xẻ cùng. Năm ông thầy mỗi ông một ý, không ông nào chịu nhường ông nào cả nên nhảy vào cãi lộn rồi xô xát đến mức sức đầu mẻ trán. Câu chuyện đến đây là hết. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.